Anh Hoàng là đi Hàn hay đi Nhật? Hai anh em mở hai công ty cạnh tranh nhau à? Mà đi hình như đi toàn dân đất Minh đi không hay sao ấy? Hai anh em ruột mở hai công ty cạnh tranh nhau. Ai hổ đấy thì hổ thế à? Chơi gì chơi kia vậy? Không sao anh Hoàng lại biết. Chơi hỏi tay chế với mình đây. Đi xuống. Sao vậy? Hợp rột quá. Trình độ thì không có mà đã đi đường xin nữa. Như thay đồ đẹp qua bên kia ngồi ăn đấy Như. Ủa mà tại sao anh phải chơi nó đi? Hả?
thật sự là không lấy được luôn á. Nên còn phải chỉ cái sân cân bạn thôi. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Vậy. Vãi. Vậy muốn gì? Vậy muốn làm gì? Vậy vậy nó biết để trong rồi. Xe nhà ai? Biết. À. Đi sân đâu mới sân 1 SH mà. Nó hóa dịch tặng mà ta. 1 SH. SH nó à? Nó gì không tặng không? Bạc. Đâu, một đẹp hạt đấy. Máy này đi bạn luôn. Để xích thuốc vô nhà cho nó gom lên nha. Nhân năm 2k xong chứ anh Nam? Không hỏi à? Cô nhấn á. Nhà em năm nay có toàn cá tư không chứ đâu có cá cụ nào đâu. Trên hồ tấy mình đắp đây hả? Trên xã tiệt trên đây mấy hồ tấy mắc quay. Ghê vậy. Đợt mẹ em tính mượn tiền mẹ anh mà. Mẹ anh à? Ừ. Mẹ anh có khí tiền. Mẹ anh mà anh trong lưỡi nè. Vậy mà mượn vẫn chó nhá. Hả? Vậy mà mượn vẫn chó nhá. Chó. Ý là định mượn thôi. Mượn của anh là 2 đi.
Vậy đi nha em, vậy cần gì phải mở lại nha. Ý tôi đợt định mua xe đó. Nhưng mà xong tôi chưa mua đây, đâu có mượn. Sao mượn gì thành vậy? Ê mà sao chị An quay thì em vẫn lấy được mà Nghiệp quay thì em không lấy được nha. Nó quay gần quá. Em quay quần gần thì nó khó lấy hơn chứ. Hiểu không? Tại vì khi mà chị lấy mụn chị phải cúi xuống gần chị mới lấy được. Mà em quay gần thì chị phải né ra. Ông chuyên nghiệp lắm mà.